Rạng sáng ngày 20 tháng 2, nam diễn viên Huỳnh Anh chính thức lên tiếng xin lỗi sau bài bóc phốt từ nhân viên bán hàng trang sức vào tối ngày 19 tháng 2. Trên trang cá nhân, vào khoảng hơn 2 giờ sáng, nam diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái khá dài để xin lỗi vì trách nhiệm của bản thân và cầu thị sự tiến bộ. Nam chính chạy trốn thanh xuân cho biết, bản thân đã muốn giữ im lặng trong những ngày qua, nhưng sự việc này đi quá xa, ảnh hưởng đến vợ anh nên anh cần lên tiếng. Đáng nói, nam diễn viên không hề nhận sai trong vụ việc đấu tố nhận cầu hôn này, mà khẳng định chỉ xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến người thân. Xin đừng nói một từ nào xúc phạm hay đụng tới vợ tôi, đừng lôi một người vô can vào cuộc. Nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì còn một nửa, câu chuyện chưa chắc đã là sự thật. Xin hãy lắng nghe từ hai phía. Mọi thắc mắc, nghi vấn liên quan đến vấn đề này, Huỳnh Anh sẵn sàng trả lời với truyền thông không hề trốn tránh. Huỳnh Anh trải lòng. Đáng nói, đây là lần thứ hai Huỳnh Anh lên tiếng xin lỗi trong 3 ngày qua. Ồn ào liên quan đến tai nạn xe mùng 4 vừa dứt, nam diễn viên đã dính phải drama nhận cô hôn bạn gái Bạch Lan Phương. Trước đó, nam diễn viên bị một nhân viên bán hàng tố đặt thiết kế riêng chiếc nhẫn cầu hôn bạn gái từ hôm 31 tháng 1. Trong quá trình thực hiện nhẫn, anh nhiều lần thất hẹn lấy hàng và sau đó, dù đã dùng sản phẩm nhưng anh vẫn kỳ kèo đòi đổi, đổi không được liền đòi hoàn tiền 100%. Kèm theo bài đăng đấu tố này là một loạt ảnh chiếc nhẫn của công ty trang sức này làm, có kiểu dáng giống với nhẫn vợ chưa cưới của Huỳnh Anh khoe trước đó. Cụ thể vào tối ngày 19 tháng 2, một nhân viên bán hàng gọi tắt là A bất ngờ lên tiếng tố nam diễn viên có tên HA vừa mua nhẫn cầu hôn bạn gái vào hôm 31 tháng 1 từ công ty cô làm việc và có thái độ lươn lẹo, đã dùng sản phẩm nhưng sau đó kỳ kèo đòi đổi, đổi không được lại đòi hoàn tiền 100%. Theo nội dung bài tố, nam diễn viên có tên HA có đặt một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng để cầu hôn bạn gái. Trong quá trình thực hiện nhẫn, HA nhiều lần thất hẹn lấy hàng với lý do nhẫn quá rộng, không đúng kích cỡ tay, dù trước đó chính anh là người đưa kích cỡ cho bên nhân viên A. Cho đến cận đêm 30 tháng 1, HA mới hoàn tất thanh toán để lấy nhẫn. Người lên tiếng tố cho biết thêm, đến ngày 3 tháng 2, tức 4 ngày sau màn cầu hôn, nam diễn viên này lại mang nhẫn đến cửa hàng và đòi đổi mẫu nhẫn khác. Người này bức xúc, chế độ công ty thì đã rõ ràng, vì sản phẩm anh được mua sale tới tận 25%, lại thiết kế riêng theo yêu cầu của anh cầu hôn, nên chế độ thu mua thu đổi là 60-80%. Tính một lúc, anh đổi mẫu này, rồi mẫu kia, tới lúc anh không đổi nữa, mà yêu cầu công ty linh động cho anh thu mua sản phẩm anh vừa cầu hôn xong với giá 100%, vì tôi chậm trễ, mà thật sự tôi không hiểu tôi chậm ở chỗ nào trong quá trình phục vụ anh. Trích bài tố của nhân viên bán hàng. Chả là ngày 14 tháng 1 năm 2021, anh HA đặt chiếc nhẫn cầu hôn, lúc đầu thì là 11 ly, lúc sau anh điều chỉnh lại viên 10 ly để cầu hôn. Chả hiểu anh có nắm được sai tay người mà anh yêu thương không, mà trợ lý qua vài lần vẫn đọc sai cỡ tay là 16.7mm, hay là để phù hợp với viên chủ siêu to mà anh yêu cầu. Khi anh đặt nhẫn cho lễ cầu hôn nhưng cũng rất gấp, thường các công ty khác mất từ 2 đến 3 tuần để hoàn thành một chiếc nhẫn theo yêu cầu, nào rồi khắc chữ, chỉnh sửa theo ý anh. Tôi cũng hối thúc bộ phận 3D và xưởng làm ngày làm đêm để đúng 6 ngày, là ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì xong theo yêu cầu của anh. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2021, có hẹn để giao cho anh còn kịp chuẩn bị lễ cầu hôn theo lời anh yêu cầu, nhưng anh lấy lý do là bận lưu bu việc không qua được. Ngày 30 tháng 1 năm 2021 thì sát lễ cầu hôn, tôi phải giục anh 5-6 lần trong ngày, nói anh chuyển tiền sớm để tôi bút xe giao qua cho anh còn kịp lễ cầu hôn của anh. Đến đoạn này, thật tôi còn lo sốt vó cho lễ cầu hôn của anh hơn là mình được cầu hôn, mà mãi đến tối anh mới chuyển được tiền để tôi bút xe giao nhận cầu hôn qua. Là lùng thay, đúng tối hôm đó, chục bài báo đều đăng về việc anh cầu hôn được tung lên mạng. Tôi đọc mà rơm rớm nước mắt cảm động và mừng hạnh phúc cho anh còn đem khoe với cả công ty. Tối ngày 30 tháng 1 năm 2021, chả hiểu sao anh thông báo tôi chiếc nhẫn bị rộng. Anh yêu cầu chỉnh ni, và trong khi chiếc nhẫn cầu hôn của anh tôi đã bám sát và đo ni đo lại chính xác. Tôi cũng nghĩ là vì lễ cầu hôn của anh nên sẵn sàng chỉnh sửa cho anh và hẹn anh đem nhận tới. Tới ngày 3 tháng 2 năm 2021, tức là 4 ngày sau lễ cầu hôn của anh, thì anh lại đòi đem chiếc nhẫn mình vừa cầu hôn thành công xong ra đổi mẫu khác. Lúc này, tôi thấy kỳ lạ lắm, rồi có ai đòi đem chiếc nhẫn mà mình vừa cầu hôn đeo vào tay người vợ sắp cưới của mình đi đổi không? Chế độ công ty thì đã rõ ràng, và vì sản phẩm anh được mua sale tới tận 25%, lại thiết kế riêng theo yêu cầu của anh cầu hôn, nên chế độ thu mua thu đổi là 60-80%. Tính một lúc, anh đòi đổi mẫu này, rồi đổi mẫu kia, tới lúc anh không đổi nữa, phải yêu cầu công ty linh động cho anh thu mua sản phẩm anh vừa cầu hôn xong với giá 100%, vì tôi chậm trễ, mà thật sự tôi không hiểu tôi chậm ở chỗ nào trong quá trình phục vụ anh. Đến lúc này thì tôi thấy vô lý lắm rồi, và cảm thấy thật sự con người anh nó thật sự có vấn đề đấy anh HA. Tôi là con gái mà tôi còn chẳng làm được việc này đấy. À, còn thế này nữa, anh dọa là nếu tôi thu mua theo chế độ niêm yết của công ty, anh sẽ bóc phốt vì Facebook anh hơn nửa triệu lượt follow và 5 triệu lượt reaching. Cầm nín không nói nên lời, đang ngậm ngùi viết đơn xin sếp trừ tiền lương thưởng để xử lý cho anh qua chuyện. Cũng may là sếp tôi là người biết thông cảm cho hoàn cảnh khốn khó của đứa nhân viên như tôi, nên cũng phạt nhẹ nhàng cắt giảm ít lương thưởng cuối năm của tôi.
Hơn nữa là có giấy certificate của viên đã chửi dục anh vài chục lần, anh cũng không thèm gửi trả tôi, mà để dành tận tới quà Tết là ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức là 14 ngày sau khi anh nhận được tiền hoang với một tình trạng tôi phải nói là không thể chấp nhận được, ướt dẹp và bẩn. Anh còn nói, cần thì anh mua lại viên đá cho tôi. Thật sự đến nước này thì tôi không còn gì để nói về con người và cách cư xử của anh nữa rồi. Thôi, tôi xin anh hãy để cho cuộc đời tôi được bình an, vì dù gì tôi cũng đã chịu phần trách nhiệm của mình rồi. Anh HAA, anh sẽ là trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời để có thêm bài học trong nghề sales của mình. Thân gửi anh HA, vẫn chúc anh năm mới may mắn, thành công và hạnh phúc. Giữa lúc diễn viên HA bị đấu tố, nam diễn viên Huỳnh Anh bỗng bị netizen đồng loạt réo gọi, bị tràn vào Facebook cá nhân để nói về vụ việc trên. Công chúng cũng khá bất ngờ khi so sánh điểm trùng hợp giữa nhân vật HA theo lời nhân viên A tố cáo và diễn viên Huỳnh Anh. Cụ thể, đúng ngày 30 tháng 1, diễn viên Huỳnh Anh có màn cầu hôn bạn gái MC Bạch Lan Phương với chiếc nhẫn kim cương to, trùng với thời điểm HA cầu hôn bạn gái theo lời của nhân viên A. Đồng thời, chiếc nhẫn được chủ bài bóc phốt đăng tải và nhẫn cho Bạch Lan Phương khoe có thiết kế rất giống nhau. Chưa hết, A khẳng định HA có Facebook 500.000 lượt follow và 5 triệu lượt reaching. Trên thực tế, fanpage của Huỳnh Anh cũng có gần 500.000 lượt follow.